Hello, chào tất cả quý vị nha. Hôm nay em đi ăn buffet hải sản 189. Địa chỉ là C7-23 Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, nằm ngoài Mặt Tiền nha quý vị. Buffet giá vé trẻ em dưới 1m1 là miễn phí. Cái này trẻ em giá nhiêu em? Trẻ em là 119.000. 119.000, còn người lớn? 229. 229. Dưới 1m1 là miễn phí. Cua là bữa nay có mà có cua gì em? Cua Mau à, cua gạch hay là cua thịt ta? Cua thịt. Rồi để chút tài xế tính tiền. Lần này đi ăn có thêm cua nè quý vị. Cua thịt Cà Mau ngon hay không thì mình chưa biết. Chút em vô em ăn giờ em cho quý vị biết nha. Cua thoải mái, hải sản tươi ngon luôn. Cá là cá gì anh? Cá chép lớn gì ta? Cá chép này. Đây là tôm, có tôm thẻ không gì không? Đây tôm càng đây, có ôm thì có tôm thẻ. Hôm nay không có hả? Hôm nay không có. Thì là hôm nay không có tôm thẻ rồi. Em thích ăn tôm thẻ hơn. Hôm nay có tôm càng. Nhiều người thì người ta lại thích ăn tôm càng hơn, người ta ăn cái cạnh. Đây còn cái kia là hay đi quay đi 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 về mấy chục năm. Có em đi ăn mấy lần rồi, chỉ lần này là có cua thôi. Một tháng đây là nhà anh thả cua thoải mái, em thả mái. Là lúc trước em đi ăn không có. Trước có chứ là phát. Có bán luôn, trước có không ngon luôn. Chắc là chắc em ăn lâu rồi. Lâu rồi anh? Lâu rồi. Vậy em ăn phải hồi đấy chắc phải cách đây là nửa năm rồi. Đúng rồi, nửa năm đây rồi. Còn bây giờ là anh thả cua. Trước là phát phòng nuôi hay gì á? Có. Đúng rồi. Em quay mấy cái quầy cho quý vị coi nè. Trứng cút, bắp, khoai tây, mấy cái này chiên ăn cũng ngon rồi. Chả giò này nọ rồi. Cái dĩa bên kia con, ở dưới mấy cái tủ á. Đâu con quay lấy nè. Đằng kia con, đằng kia nè. Đây nè, đây nè. Chú chỉ cái tay nè. Có nhiều món đó quý vị, gà chiên nước mắm này nọ rồi. Ở đây nè con. Đó, dĩa đây nè, đó, dĩa tô chén, dĩa đây còn chén tô là bên kia. Đúng rồi, dĩa là ở đây còn chén tô là bên kia nha. Đúng rồi, dĩa đó. Rồi lấy đi con. Nhiều món đó quý vị. Lâu lâu đi ăn lại, bữa nay thấy hơi lạ chút mà hình như cảm giác là bây giờ nó để sạch hơn lúc trước. Cuốn gì nọ rồi bánh hỏi heo quay bánh bột lọc bánh bò này nọ rồi. Dạ đây bố sushi da lợn mấy cái này là mấy tráng miệng nữa vậy chè nước cốt dừa đủ thứ đó ổi rồi xoài chôm chôm mận dưa hấu bữa nay em đi là ngày thường. Thường thì nó hơi vắng, với lại hôm nay trời mưa nữa, khách chưa tới nhiều. Muỗng chén rồi là để dưới nữa quý vị. Rồi gấp rồi, kéo. Đây là gia vị. Đó. Nhiều lắm vú heo này nọ mực bò ếch cá gan ba gọi rồi có sa tế đó tùm lum á bò lá lót nữa còn cái này là cái gọi là cái quầy hàu ốc tỏi ốc hương ốc bu mấy con này cũng mấy con như là vẹm. Rồi con này là con ngao, ngao lớn hay gì á. Rồi con kia là sò dẹo. Con kia là ngao, giò họ ngao rồi đang nghêu. Rồi con này là con ốc gì à, em quên ốc kế hay gì á. Không phải. Con này em quên tên rồi. Rồi có cua, có mấy con này, cá này em không biết, không rành luôn.
Rồi bây giờ em chuẩn bị em đi lấy đồ ăn vô ăn thử vậy. Đây có mì xào hải sản, cơm chiên hải sản. Rồi tiếp theo là súp. Còn cái này là giống như là ruột, ruột heo, ruột gì á. Bên đây là ngao hấp xả, hộp vịt lộn, xào me. Bên đây là xào dẹo, hấp thái, này ngon hấp hấp xả luôn. Đây là nghêu hấp xả, này xào dẹo hấp thái. Đây hộp vịt lộn không à, hộp vịt lộn luộc với lại gừng. Đây là ốc len xào dừa. Còn cái sửng này để em coi thử cái là gì. Cái này cũng ngon nha. Cái này là hát cảo, xíu mại này nọ đồ. Đó, em lấy mấy món này ăn nè quý vị. Bò, mực, này ruột, heo gì á, gà, cua, tôm. Búp bê có 200 mấy ngàn mà có cua luôn nha quý vị. Nước chấm thì em lấy muối xanh, chao, nước mắm. Giờ em ăn lẩu, nãy giờ em ăn nướng, giờ em ăn lẩu nữa quý vị. Sáng mình ăn, buổi sáng cho nó ăn ngon thoải mái luôn. Lẩu với nướng chung luôn. Đồ ăn ở đây hải sản mà tươi ngon như vậy, cua là cua sống, tôm sống, chỉ có mực với bò là không sống thôi nhưng mà đồ tươi ngon. Ăn lẩu thì có mì với bún. Nãy giờ em ăn đồ nướng với lẩu cũng lâu rồi quý vị, bây giờ em chuẩn bị về nè, mà khách trong quán cũng về gần hết rồi. Hôm nay là ngày thường cho nên không đông lắm. Giờ này thì 9 giờ tối rồi nên ta cũng về. Nói chung ăn no nê hết rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã xem video nha em nha. Hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video sau. Nhớ bấm đăng ký kênh nếu như chưa đăng ký nha quý vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.